Chào mừng anh chị và các bạn quay lại với kênh Tiên Ra Bài. Anh chị và các bạn hãy nhớ đăng ký bên dưới theo dõi clip về màn hình tiếp theo của tôi, Tiên Ra Bài. Thì hôm nay vừa đi chạy ship về, hôm nay chạy ship phê lắm anh chị em ạ. Ra ngoài đường hồi nắng chiều đầu phê từ đây đấy. Thì hôm nay theo chủ đề, theo yêu cầu của khán giả thì là đã có từ khán giả đã hỏi tôi là anh ơi, anh cho em cái lời khuyên có nên là mua cuốn sách kiểu như là bây giờ thị trường có rất nhiều cuốn sách kiểu như là hack, đã tôi dùng cái từ hack nhé, H-A-C-H đó, nhưng mình không dùng từ H-A-C-K được. Từ H-A-C-K thì ở thuật toán YouTube này thì nó sẽ dễ bị nhận diện lắm và video dễ bị ăn gậy lắm đấy. Thì tôi dùng từ H-A-C-H là hack đấy. Anh ơi, bây giờ trên thị trường có rất nhiều cuốn sách về gọi là hack hàng triệu từ vựng ngoại ngữ đấy. Thì là anh có khuyên bọn em là nên đọc những cuốn sách đó không? Vì là anh cũng là người viết sách, để ví dụ thế. Anh là người viết sách, thì tôi là người viết sách thì tôi có những cái lời chia sẻ tâm sự với những bạn như này thì như thế nào? Đây nha, video này chỉ mang tính chất là chia sẻ giao lưu thế, thì không mang tính chất là dạy bảo ai cả. Thì tôi không phải là thầy giáo, giáo sư, tiến sĩ gì cả. Tôi chỉ giao lưu, chia sẻ chấm tóm cả anh chị thôi. Đó, chủ đề là... thì thực ra thì là nhiều cuốn sách ấy, nhìn cái tiêu đề mà những cái lĩnh vực mình theo đuổi là mình biết là cái nội dung như nào rồi. Ví dụ đấy, riêng cái từ, những cái từ như tôi vừa đề cập từ hack ấy, tôi ta xin đọc tiếng Việt nhé, tôi không đọc tiếng Anh. Tiếng Anh nó sẽ đọc kiểu khác, không các bạn thì bắt bẻ là anh đọc sai rồi. Tôi đấy là tôi đọc bằng tiếng Việt nhá. Là cái từ hack thì nó mang tính chất là để chúng ta làm một cái việc gì đó thật nhanh, đại loại như thế. Thế còn nó là gọi là hack từ vựng thì là mang tính chất mà các bạn đánh vào cái tâm lý là học từ vựng thật nhanh của các bạn. Thì tôi muốn chia sẻ tâm sự với các bạn một chút về cá nhân trước, sau đó tôi sẽ bàn luận về vấn đề này. Là bây giờ tôi học rất nhiều ngoại ngữ, thì hôm trước tôi có làm cái video 15 thứ tiếng. Thì các bạn biết là mỗi thứ tiếng mình sẽ có cần một cái số lượng từ vựng nhất định có thể để nghe được, đọc được, biết được, nói được, để giao tiếp được đấy. Mà tôi đã làm rất nhiều cái video là tôi đi thực tế, thực chiến, nói từng ngoại ngữ cả người nước ngoài rồi, Anh, Pháp, Đức, Ý thì là đã qua hết ở trên kênh tiếng Anh Club Bay nhé. Đấy, anh chị có thể tìm để theo dõi. Là tôi thực tế luôn, cho các bạn nhìn thấy luôn đấy. Thì học ngoại ngữ chắc chắn phải có từ vựng rồi. Đấy, như thế. Mà tôi học rất nhiều ngoại ngữ như thế thì tôi chắc chắn được xem một cái lượng từ vựng nhất định cơ bản nào đó để giao tiếp với người ta, để đọc ngoại ngữ đấy. Thế còn riêng cái từ hack từ đầu là từ hack là tôi nhìn vào cuốn sách cái tiêu đề là hack hàng triệu. Tôi không nói cái từ tôi hàng triệu từ vựng đi. Hack từ vựng là tôi đã không thích rồi. Riêng cái từ đấy là nó đánh vào cái tâm lý ăn sổi của các bạn, muốn nhanh của các bạn. Mà những tất nhiên là có cái câu nói rất là hay là nếu các bạn tìm hiểu ấy, có cái câu hỏi là hãy học cách làm việc khôn ngoan, đừng làm việc chăm chỉ mà hãy làm việc khôn ngoan. Đấy, câu này nó áp dụng cho rất là đúng vào rất nhiều trường hợp, hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống. Nhưng mà câu này thì đối với tôi ấy, nó không áp dụng vào học ngoại ngữ được. Có nghĩa là có rất nhiều câu nói tục ngữ thực ra thì nó chỉ đúng với cả khía cạnh, đúng với cả cái chủ đề, đúng với cả cái hoàn cảnh nào đó thôi. Nhưng mà nó áp dụng vào cái chủ đề lĩnh vực khác như học ngoại ngữ. Ví dụ cái câu là đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc khôn ngoan. Đố bạn nào mà làm việc khôn ngoan mà học ngoại ngữ có thể đi giao tiếp, có thể thi được bằng ấy. Học ngoại ngữ đấy mà tính chất là mưa dầm thấm lâu. Cái câu vừa tôi vừa đề cập ấy nó không đúng ở trong học ngoại ngữ các bạn nhé. Nó không áp dụng ở trong học ngoại ngữ. Học ngoại ngữ thì nó không có cái gì là khôn ngoan ở đây cả. Không có gì là khôn ngoan. Nó chỉ mang tính chất là mưa dầm thấm lâu. Bạn nào học kể cả về bằng cấp, bạn nào học kể cả về giao tiếp, bất cứ một cái nó liên quan đến ngoại ngữ, kể cả bằng cấp, kể cả giao tiếp, thì nó sẽ mang tính chất là mưa dầm thấm lâu. Mình phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức, nỗ lực, thời gian để mình đạt được mục đích của mình, để có thể giao tiếp được, để có thể đạt được một cái bằng cấp nào đó về ngoại ngữ. Tôi nói về cá nhân của tôi theo đuổi về giao tiếp nên đấy. Thế cho nên là cái học khôn ngoan thì đừng học chăm chỉ là không áp dụng cho ngoại ngữ đâu. Đấy, thế đấy nó có liên quan đến luôn cái từ hack từ vựng của các bạn. Là đừng bao giờ nghĩ là các bạn học có thể học được khoảng nhiều từ vựng, kể cả các bạn biết thật nhiều từ vựng nhưng mà chưa chắc các bạn có thể giao tiếp được, chưa chắc các bạn có thể nghe được. Vấn đề như vậy, tôi đã làm rất nhiều cái video là cách học từ vựng hiệu quả nhất có thể. Các bạn tìm video đó, tôi chỉ cần nói qua lại là từ vựng nó là hệ quả của việc
nghe nhiều, đọc nhiều, giao tiếp nhiều. Nghe nhiều, đọc nhiều có nghĩa mình học bằng tai, học bằng mắt nhiều. Sau đó từ vựng nó đến mình một cách tự nhiên nhất. Từ vựng nó là hệ quả của việc nghe nhiều, đọc nhiều. Chứ không phải bây giờ các bạn biết từ vựng. Có rất nhiều bạn biết từ vựng, biết ngữ pháp tiếng Anh nhưng mà chưa chắc đã giao tiếp được tiếng Anh. Tiếng Anh có thể giao tiếp được nhưng mà nói đến tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha xem. Có thể các bạn học nói tiếng Anh khoảng 5-7 năm, nói được nói chuyện bình thường. Nhưng bây giờ các bạn sang ngoại ngữ mới 6 tháng 1 năm, các bạn biết ví dụ tiếng Đức chẳng hạn, các bạn biết từ vựng nhưng mà chưa chắc các bạn đã nghe được người bản địa nói. Vì khi giao tiếp này nó người bản địa người ta nói như búa máy, nói như vắt chanh, nói như chém chảy thì làm sao bắt được từ, là vấn đề như vậy. Biết từ vựng nhưng mà chưa chắc đã nghe được, vì khi nói một cụm thì người ta nói rất là nhanh đó. Thì tôi lại nhấn mạnh một điều nữa là từ vựng nó là quan trọng nhưng mà thực ra ấy nó chỉ là hệ quả của việc nghe nhiều, đọc nhiều, viết nhiều, nói nhiều thôi. Cứ nghe nhiều, đọc nhiều xem, nó sẽ chắc chắn nó sẽ có từ vựng. Các bạn đừng học từ vựng, cho nên là những cái cuốn sách mà gọi là từ vựng tôi chẳng bao giờ tôi quan tâm. Tôi chỉ cần nhìn cái tiêu đề về từ vựng, cách học từ vựng như thế nào, hay cách từ vựng hàng triệu từ thôi rồi là tôi bỏ qua luôn. Vì cái vấn đề là mình hiểu bản chất là từ vựng nó chỉ là hệ quả, hậu quả của việc nghe nhiều, nói nhiều, đọc nhiều, viết nhiều. Tôi phải lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại cho các bạn nghe là từ vựng là hệ quả của việc nghe nói đọc viết nhiều, và nghe nhiều đọc nhiều này nó là input, nó là hấp thụ đấy đấy. Thế các bạn dùng cả tai và mắt nghe nhiều và nó sẽ có rất nhiều từ vựng, không phải học ở đâu cả đấy. Thế còn nói chung là mấy cuốn này thì tôi đã nghe đồn là tôi chưa được đọc, và tôi sẽ không bao giờ tôi mất tiền mua những cuốn như này, thì tôi chắc chắn là nó sẽ không áp dụng cách học của tôi. Tôi chỉ đọc qua tiêu đề tôi biết thôi. Thế cho nên là các bạn nào có tiền cứ mua thôi. Tôi không dám khuyên các bạn là mua hay không, đấy là tiền của các bạn, quyền của các bạn. Tôi chẳng dám khuyên ai là có nên đọc hay không, hay là có nên bỏ tiền hay không. Nhưng mà theo cách học của tôi là đọc cái tiêu đề là tôi sẽ không bao giờ tôi áp dụng, mà tôi biết luôn bản chất vấn đề rồi. Đấy, cho nên là đấy, tôi không dám khuyên ai các bạn nha. Đấy. Và tôi không muốn nói xấu ai, tôi chẳng muốn nói xấu ai. Thực ra thì là cái nào tốt thì tôi tốt hay xấu thì tôi chia sẻ, giao lưu với các bạn thấy phù hợp thì các bạn tham khảo áp dụng trong cách học ngoại ngữ, thế thôi. Tôi chẳng dám khuyên ai, dạy ai, bảo ai cả đấy. Và tôi chẳng muốn nói xấu ai, vì tôi làm YouTube lâu dài mà tôi cũng là người làm sách, tôi cũng là người đi sách, thì tôi chẳng muốn gọi là có kẻ thù hay là người ghét mình, nó thẳng như thế. Mà kể cả ghét cũng tôi chẳng quan tâm, nhưng mà tôi không muốn gây ấn hay là gây nói chung là gây kẻ thù với ai cả đấy. Thế được, đấy chỉ là một cái, đây là một cái yêu cầu của khán giả thân quen. Thì tôi làm video này để tôi trả lời thắc mắc. Thực ra thì những cái đấy tôi chẳng muốn áp dụng về cách học từ vựng nhanh, thật hiệu quả. Kể cả làm video YouTube này, tôi biết chắc chắn một điều là nó sẽ cần thời gian. Tôi làm kênh nhưng là cần cái thời gian để nó càng ngày nó càng cải thiện, càng ngày để tiếp cận khán giả nhiều hơn. Tôi muốn nhanh lắm chứ, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không nhanh được. Nó easy như cách kiểu như học ngoại ngữ ấy. Là học ngoại ngữ nó phải mưa dầm thấm lâu, làm YouTube mình kiểu thấy mưa dầm thấm lâu. Tôi biết là nó sẽ không bao giờ nhanh được. Đấy, thế cho nên là mình có phải học từng bước một, kiên trì mỗi ngày một tí, rồi cải thiện một tí. Thế sau đó là hành động là thậm chí là sai xong bắt đầu là sửa. Đấy, ví dụ thế. Thế làm sao mà còn gọi là ăn sổi được? Tất nhiên là rất nhiều cái hoàn cảnh trường hợp lĩnh vực người ta sẽ có cái mẹo để chúng ta là gọi là làm việc thông minh còn hơn là làm việc chăm chỉ. Tôi công nhận cái điều đó. Nhưng mà riêng ở trong ngoại ngữ như này, khi mà các bạn có một bằng, theo đuổi bằng cấp để giao tiếp, để nghe được ngoại ngữ hay là để đọc được một cuốn sách bằng ngoại ngữ, thì nó không có cái gì là nhanh cả. Nó chỉ đơn giản là mưa dầm thấm lâu, năng nhặt chặt bị thôi. Mỗi ngày thêm một tí. Rồi sau đó là chúng ta lượng đổ chất đổi để chúng ta có thể hiểu được một chút, dần dần hiểu thêm một chút, rồi hiểu thêm một chút. Đơn giản đại loại là chỉ thế thôi đấy. Thế video đơn giản chốt là một câu là những cái gì mà ăn sổi, những cái gì là nhanh thì thường là nó còn là con dao hai lưỡi này đấy. Thì rất đấy, kể tôi biết là cuốn sách như các bạn đề cập ấy, thì tôi ở trong rất nhiều nhóm sách hay là nhóm tiếng Anh thì cũng có rất nhiều bài review về cuốn sách này rồi. Thì hình như là cuốn sách này mấy trăm hay sao, 300-400 thì tôi không rõ lắm, nhưng khoảng rất là cao đấy. Nhưng mà khi mà các bạn đã mua thì các bạn đọc rồi, nhiều khi các bạn đọc thì hiệu quả như nào thì các bạn đấy tự biết. Nhưng mà sau đó là thấy cuốn sách đắt mua, bỏ tiền ra mua đắt mà, thì lại cố gắng bán cho người khác đấy. Đấy, đấy, đôi khi tôi hiểu vấn đề này đấy, thì các bạn có thể tìm hiểu vấn đề nhá. Đấy, đấy, video đơn giản là như thế thôi. À, tôi có thấy cuốn sách là, ví dụ tôi không nói cuốn sách nào nhá, tôi chỉ mang tính chất nó nói chung chung thôi. Hack não hàng triệu từ vựng ngoại ngữ hay là cách học từ vựng hiệu quả ở trên thị trường như này thì theo ý kiến cá nhân của tôi vừa nói rồi đấy, là riêng về học ngoại ngữ thì là không có gì là nhanh được, mà không gì gọi là hack
đâu các bạn ạ. Đấy, các bạn có câu hỏi gì thắc mắc thì cứ bình luận bên dưới, tôi biết tôi sẽ làm video, tôi xem đó chia sẻ giao lưu anh chị em như thế nào nhá. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.